Messi nghỉ vô thời hạn, huấn luyện viên trưởng Tata Martino của Inter Miami thừa nhận, ông vẫn chưa biết khi nào Lionel Messi sẽ trở lại thi đấu. Phát biểu với giới truyền thông, Martino cho biết, Leo đang hồi phục như mong đợi, nhưng vẫn chưa có ngày chính xác cậu ấy có thể tái gia nhập đội. Cậu ấy vẫn tiếp tục làm việc riêng, sự vắng mặt của Leo ảnh hưởng đến chúng tôi theo nhiều cách khác nhau. Đôi khi sự vắng mặt của cậu ấy còn trầm trọng hơn do sự vắng mặt của những cầu thủ chủ chốt khác nhưng ngay cả khi chỉ có cậu ấy vắng mặt thì đó cũng là một yếu tố quan trọng chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng không chỉ một đội bóng cạnh tranh mà còn là một đội hình cạnh tranh khi tất cả các cầu thủ đều góp mặt chúng tôi sẽ đáng tin cậy hơn nhiều và có khả năng cạnh tranh thực sự ưu tiên của chúng tôi là giải quyết tình hình với leo càng nhanh càng tốt trong khi vẫn duy trì được tính cạnh tranh khi cậu ấy vắng mặt Messi dính chấn thương mắt cá chân trong trận chung kết Copa America 2024 giữa tuyển Argentina với Colombia. Khi phải ra sân, đương kim quả bóng vàng đã bật khóc nức nở, song rốt cuộc vẫn cùng toàn đội bảo vệ thành công chức vô địch. Hiện tại, Inter Miami đang trên hành trình bảo vệ danh hiệu League Cup giành được năm ngoái. Lúc này, đội bóng của Messi đã vào vòng 1/8 và sẽ chạm trán Columbus lúc 6h30 sáng mai 14 tháng 8.